Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do chùm ma túy Trá Nga Tàng cầm đầu. Nên Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xét xử trong trại tạm giam với sự tham gia của nhiều cán bộ chiến sĩ công an tham gia bảo vệ phiên tòa để đảm bảo an ninh. Các bị cáo hầu hết cư trú ở huyện Mộc Châu, Sơn La đã tham gia vận chuyển buôn bán 265 bánh heroin với tổng trọng lượng 92.760,1 gram và 553 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 51,5 gram. Từ năm 2009 đến khi bị bắt, Tàng đã cùng đồng phạm thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép, 1.791 bánh heroin.